Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Chúc cho các quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Sau đây thì Khanh Béo TV tiếp tục cập nhật lễ tang của chị Võ Thị Hòa. Chị Võ Thị Hòa sinh năm 1968, không may chị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù cũng đã được toàn thể gia đình cùng các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Song, vì căn bệnh quá nặng, chị không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Sau đây lễ tang của chị diễn ra như thế nào? Khanh Béo TV xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đón xem. Kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn, đây là lễ tang của chị Võ Thị Hòa. Chị Võ Thị Hòa sinh năm 1968. Không may, trong một thời gian dài chị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình, chồng con cùng toàn thể mọi người cũng đưa chị tới bệnh viện và cũng đã được toàn thể các y bác sĩ giỏi tận tình ngày đêm cứu chữa. Song vì căn bệnh của chị quá nặng và chị đã không qua khỏi, cộng thêm sức cùng lực kiệt, chị đã vĩnh biệt trần gian để về theo tiên tổ. Đây cũng là sự mất mát, đau thương vô cùng to lớn đối với gia đình của chị Võ Thị Hòa ngày hôm nay. Cả một cuộc đời gian lao vất vả, bươn chải với cuộc đời để chị chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Cũng mong sao gia đình ngày một phát triển, kinh tế ổn định và các con khôn lớn trưởng thành. Nhưng ngày hôm nay sao cuộc sống lại quá nghiệt ngã? Ông trời đã cướp đi một người vợ, người mẹ. Từ nay trở đi không có ai để lo lắng cho gia đình. Kính thưa các quý vị và các bạn, chị Võ Thị Hòa trong cuộc sống, chị luôn luôn là một người vợ đảm đang, nhân hậu và luôn quan tâm tới chồng, tới các con. Nhưng tới ngày hôm nay, cuộc sống đang lúc yên vui, đang đà tấn tới, thì chị lại lâm vào căn bệnh quái ác này, và chị đã vĩnh viễn ra đi, không một lời từ biệt. Đối với chồng, chị luôn là một người vợ thủy chung, và đối với các con, chị luôn luôn là một người mẹ mẫu mực, luôn dạy bảo các con và luôn chăm sóc cho các con, mong cho các con khôn lớn nên người. Giờ đây cuộc sống đã dần ổn định và cũng đến lúc là các con báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của chị, thì chị lại ra đi đột ngột quá chừng. Cả một cuộc đời con người đã vất vả hy sinh tất cả dành cho gia đình của mình, cũng mong muốn rằng sau này các con trưởng thành rồi thì có thể được cậy nhờ và được hưởng phúc bên chồng, bên các con. Nhưng ngày hôm nay đây là một ngày đau buồn của gia đình, của chồng con của chị. Quá thương tiếc, ngậm ngùi mà không làm sao nói được bằng lời. Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương, mất mát to lớn này cùng với gia đình tang quyến, và cũng cầu chúc cho chị mãi mãi ra đi thanh thản, về cõi vĩnh hằng
yên giấc nghỉ ngàn thu. Đúng là cuộc đời như thể bông hoa, mệnh người ta cũng chỉ là chiêm bao. Các đường duyên trong chốn trần lao đều vô thường cả, có lâu nỗi gì. Hiện nay duyên trần chỉ đã hết, thân tứ đại lại về miền tứ đại. Mà thời thế chân như lại nghiêng về bản thể chân như. Sự ra đi của chân linh chỉ là thoát khỏi cảnh bể khổ. Tuy nhiên đối với cảnh trần con cháu cháu bè bạn, không sao tránh khỏi sự đau thương mất mát to lớn này. Đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Núi Thái Sơn núi cao vời vợi, nước trong nguồn chảy mãi không thôi. Một ngày buồn nhất của gia đình là phải tiễn vợ, tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm xót thương vô hạn. Không có giọt nước mắt nào buồn bằng giọt nước mắt phải tiễn người thân, tiễn vợ, tiễn mẹ ra đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các quý vị và các bạn, ai cũng vậy thôi. Sinh ra trên trần thế này thì đều có số mệnh. Ai cũng vậy, sinh lão bệnh tử thì con người chúng ta sinh ra đều phải, mỗi người cũng phải qua một lần. Nhưng sự ra đi của chị ngày hôm nay là một tổn thất nặng nề đối với gia đình mà không có gì có thể bù đắp được. Sau đây là lễ khâm niệm của chị, toàn thể anh chị em, nội thân bên cha cũng như ngoại thân bên mẹ, cùng toàn thể các anh chị em bạn bè, bà con hàng xóm và các thầy đang tề tựu về đây để làm lễ khâm niệm cho chị trước giờ chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Và lễ khâm niệm diễn ra như thế nào thì Khanh Béo TV xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đón xem.